Đấy, thành quả chia này, mỗi người một mô này. Hợp tác xã. Đấy. Đâu, ô, anh Khải là lấy cái nào nào? Sân kho này. Mô nào nào? Đấy, đồng phó. Mô nào to nhất thì đấy. Phó chủ nhiệm. Chủ nhiệm, phó chủ nhiệm đấy nhau. Đấy, hợp tác xã này. Đây toán. Đây đấy. Nào, đây này. Đây, kế toán. Đây là giấy bút đàng hoàng. Đấy, đây là chia ra đấy. Đấy, và chia đều nhá. Đây. Mỗi người một mô. Phân phối thịt thì chưa. Đúng. Phiếu, làm phiếu đây. Đang đứng số mấy, đứng số 1 kìa. Làm phiếu. Đấy, xin chào các bạn. Đây là sống lại thời kỳ bao cấp. Làm phiếu này một lượng ném tại sân kho. Chưa. Cho các khẩu ai có tem phiếu thì đứng xếp hàng. Đấy. Để nhận thịt. Này đừng quay hàng nha. Sao? Nào cứ quay ngang ngang bụng. Mà có ốm thì em ở đây. Mặc thì mặc cái mặc quần trái đấy, mặc cái mặc quần trái, mặc quần trái. Xem anh ảnh có liên nghe, liên trực tiếp đây đây đây, không để ý gì, để ý mỗi mặc quần trái đấy. Đi cho cái bóng đi, bỏ là dưới à, khúc dưới, khúc dưới rồi cái cho hết cái thịt ra bỏ đây đấy. Đây mỗi người mêu mô. Đúng rồi, cứ làm nghỉ đi đã. Còn có nốt miếng đây rồi. Vì chủ yếu chờ túi bóng ấy. Một con lợn mà chia ra được nhiều ấy nhỉ, nhiều suất. Một lợn này to. Đây là các xã viên là hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mới được ăn thịt lợn này. Từ nãy giờ quay mãi thịt lợn chẳng thấy quanh người. Có rồi, quanh người rồi. Quanh người rồi. Quay rồi đấy, đấy đấy. Quay từ trên xuống dưới rồi. Tí nữa luộc cái kia xong để cho nhiệt nhá. Quân gặm được cái này không? Cứ phải có rượu vào mới gặm được. Tí nữa bảo anh Tấn anh cắt vào miếng nha. Miếng gì? Để gặm luộc trình dược. Bí. Thế này. Ừ, mày này nói mãi cái đấy rồi mày này. Hai bàn tay cỡ. Con này không có chi. Con diễn nọ diễn bảo diễn mà anh cũng bằng này. Mới rồi, mới rồi. Anh Tiến, anh Tấn, anh ấy mân mãi từ buổi sáng. Lâu lâu anh ấy úp tay. Này là tay các bác to thật đó. Lâu lâu lại nắn ngay. Anh Bảo ơi, cô em đây bây giờ. Nhanh nhé, sao xong rồi? Chồng mấy bản thịt rồi. Chồng đã hái trà rồi về vào bánh hoa nấu rượu. Đang hái trà thịt này không còn lấy con bà. Đang cuốc đất để trồng rau. Oh. Đơn vị nắm rau ấy. Sao mua tao hai con tao bà nữa. Ừ. Mình phải thương lẫn nhau chứ. Mình mến lẫn nhau chứ. Ừ. Hả? Đang chuẩn bị. Thôi đến lượt ai vào lấy suất của mình đi. Các bác chờ mới uống rượu, thế nào lâu thế chả đến gọi vào uống rượu. Làm sao cái đi. À gan đấy, con phải chia 16 suất đấy. Ở đây, được, mười sáu suất thì người được, người đánh nhau. Thật. Có người ăn bánh mà. Đấy, mang về cho chồng, bảo rồi, mang về cho chồng. Thế thì uống cái gì? Các cụ nói rồi, chai vô tiểu như cờ vô phong. Không uống rượu không uống được thì hỏng hẳn rồi. Uống sữa. Uống sữa tại vòi, Miên bảo uống sữa tại vòi. Sữa thì không phải pha vào rượu thì mới uống được. Quên à. À đây đây. Mọc hay sưng. Chia rất đều đấy nhỉ. Hôm nay tổ lát cắm nhau còn gì cơ. Chia rất đều đấy đấy. Đấy chưa? Chia đúng cái kiểu hợp tác xã ngày xưa nhờ. Kia rồi bác ấy có mua cái. Nói như đúng rồi. Đấy. Hợp tác xã mà nói. Ôi lấy túi vừa vừa được. Chia rất kỹ đấy, đúng không? Thế nên nói tóm lại anh em không chia xong thì đi về xong thì quay ra. Chia xong rồi mang về gì nhỉ? Mà là ấy mất. Mang về xong thì quay ra. Hết ôi. Đắp nha.
Tức là mang thịt về ông quay sang chỗ... quay lại để tắp. Chỗ anh Tấn mới đạt ra là một người về ở một người ở lại. Thế rồi. Này, này nó anh mới in vào thời gian đâu mà vậy. Chuyện đâu rồi. Nó anh mới in vào rồi.